Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với chương trình Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Thưa quý vị, để có tìm hiểu thêm về những gây bệnh hô hấp gây ra bởi ký sinh trùng, hôm nay chương trình Dr. Vet xin mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu về bệnh giun phổi trên heo. Thưa bà con, trong điều kiện chăn nuôi theo quy mô công nghiệp như hiện nay thì bệnh giun phổi trên heo xảy ra với tỷ lệ rất là thấp do phần lớn các mối nguy lây nhiễm đã được khống chế một cách là rất là tốt. Tuy nhiên, trong tình hình giá cám đang leo thang và giá heo đang ở ngưỡng hòa và lỗ thì các mô hình chăn nuôi như là gia trại và trang trại nhỏ đang tận dụng các nguồn thức ăn tự nhiên và từ đó đẩy các nguy cơ về bệnh giun phổi trên heo lên cao hơn, và bà con cũng cần lưu ý về vấn đề này. Về nguyên nhân bệnh, giun phổi là một loài giun tròn thuộc giống Meta trong gilus. Trứng của giun phổi sẽ được theo phân của heo nhiễm bệnh ra ngoài môi trường, sau đó sẽ xâm nhập vào vật chủ trung gian đó là giun đất. Trứng của giun sẽ phát triển trong cơ thể của giun đất thành một thể là ấu trùng gây nhiễm. Thông qua thức ăn, nước uống, ấu trùng gây nhiễm sẽ xâm nhập vào cơ thể của heo khác. Chúng di chuyển tới phổi và phát triển ký sinh tại đây và phát triển gây bệnh. Thời gian của một chu trình này kéo dài từ 25 đến 35 ngày. Về triệu chứng, khi heo bị nhiễm giun phổi, với giai đoạn đầu, heo sẽ ăn uống bình thường nhưng chậm lớn. Đến giai đoạn cuối thì heo sẽ ăn ít hơn, bỏ ăn, mệt mỏi, ít cử động. Ở giai đoạn cuối này thì các biểu hiện về triệu chứng sẽ thể hiện một cách rõ nét hơn cả trên đường hô hấp lẫn trên đường tiêu hóa. Trên đường hô hấp thì heo sẽ ho nhiều hơn, đặc biệt là về sáng và chiều tối, chảy nước mũi nhiều và nước mũi thường có hiện tượng màu vàng do có hiện tượng bội nhiễm. Khi số lượng giun ký sinh trong phổi gia tăng gây lên những cái tổn thương nặng nề cho phổi thì các biểu hiện như là khó thở ở trên heo sẽ được biểu hiện một cách rõ rệt hơn. Trên đường tiêu hóa thì heo có biểu hiện đó là bỏ ăn và tiêu chảy khá là nặng. Về bệnh tích của heo, thông thường với những cái biểu hiện của bệnh như trên kèm theo với tính chất lây nhiễm của đàn lợn không có nhanh và ổ ạt nên người chăn nuôi sẽ nhầm sang đây là bệnh hô hấp xảy ra do các loại vi khuẩn gây ra, và ngay lập tức bà con thường áp dụng những cái phác đồ điều trị bằng kháng sinh cho heo nhà mình. Điều này sẽ làm cho heo không hết được những triệu chứng của bệnh, thậm chí những tác dụng của kháng sinh sẽ làm cho heo mệt mỏi hơn, dẫn đến tình trạng ho, khó thở ở bệnh xảy ra trầm trọng hơn, thậm chí sẽ dẫn đến heo bị chết. Khi mổ khám ở các trường hợp này, bà con có thể dễ dàng bắt gặp những bệnh tích như sau. Trong phế nang có chứa rất là nhiều bọt màu hồng, tận cùng của đáy phế nang có giun, phổi thì bị tổn thương với những cái biểu hiện như là viêm, thủy thủng, nhục hóa và xuất huyết, vân vân. Thứ tư, nhận biết và phòng trị. Như vậy, để giảm thiểu những cái thiệt hại của bệnh gây ra thì quý bà con cần có những cái nhận biết chính xác để có một liệu trình và hướng điều trị đúng, hiệu quả nhất. Để nhận biết được bệnh này, bà con cần phải rà soát các yếu tố sau. Thứ nhất, đánh giá được dịch tễ chuồng trại nhà mình. Thứ hai, đó là rà soát được các mối nguy và khả năng lây nhiễm từ trang trại của nhà mình, như là thức ăn có bị ô nhiễm không, nước uống có đảm bảo vệ sinh không, vật chủ trung gian như là giun đất có tiếp xúc được trực tiếp với lại lợn nhà mình không, yếu tố vệ sinh chuồng trại đã được đảm bảo chưa, vân vân. Ngoài ra, bà con phải có những cái phát hiện và quan sát những triệu chứng sớm trên đường hô hấp và tiêu hóa để có thể chẩn đoán được bệnh chính xác và sớm nhất. Đặc biệt, nếu có điều kiện mổ khám thì bà con hãy cần tập trung vào đánh giá những cái đặc điểm bệnh tích mà tôi đã nêu ở trên để có những cái chẩn đoán chính xác nhất, tránh những chẩn đoán sai lầm với những cái bệnh hô hấp ghép với lại tiêu chảy thông thường khác. Vâng, về phòng bệnh, tuy tỷ lệ mắc bệnh giun phổi trên heo không quá cao và tỷ lệ chết ở đàn cũng không quá lớn, nhưng khi nhiễm bệnh thì bệnh giun phổi trên heo sẽ tạo ra một cái tiền đề thuận lợi để bội nhiễm và kế phát sang các bệnh khác. Bệnh sẽ gây ra những cái tổn hại về kinh tế cũng như ảnh hưởng đến hiệu suất chăn nuôi của bà con. Chính vì vậy, công tác phòng bệnh bà con cần lưu ý thực hiện tốt cho tôi những điều sau. Thứ nhất, về quản lý nguồn phân, bà con phải có một cái quy trình ủ phân đúng theo khuyến cáo, và đặc biệt vị trí ủ phân bà con phải để xa chuồng trại, không để quá gần. Thứ hai, về thiết kế nền chuồng, phải thiết kế nền chuồng đảm bảo cao ráo, sạch nước,
ráo nước, thường xuyên vệ sinh, khử trùng bằng những cái chất sát trùng. Thứ ba, đó là quản lý vệ sinh về ăn uống, đảm bảo cái nguồn thức ăn, nước uống, đặc biệt là những cái thức ăn tươi xanh tận dụng ngoài tự nhiên, phải đảm bảo không có những cái mối nguy và có lẫn mầm bệnh. Tiếp theo, đó là quý vị phải quản lý việc nhập đàn heo. Đàn heo khi mới được nhập về trại thì bà con chú ý phải có một cái khu nuôi cách ly riêng và sau đó sẽ phải tẩy giun trước khi cho nhập đàn. Tuy nhiên, dù cái công tác phòng tránh có tốt đến mấy thì các mối nguy của bệnh giun phổi vẫn có thể là xâm nhập vào đàn lợn nhà quý vị, và đàn lợn quý vị tất nhiên là sẽ không được bảo vệ 100% khỏi các nguy cơ bệnh như trên. Chính vì vậy, bà con cần phải kết hợp song hành với việc tẩy giun sán định kỳ cho đàn heo nhà mình bằng sản phẩm Intermetin của Interchemi Hà Lan. Theo lộ trình, heo con ở độ tuổi từ 2 đến 6 tháng thì cứ 2 tháng bà con lại tẩy giun một lần. Đối với heo lớn hơn thì định kỳ 5 đến 6 tháng thì bà con tẩy giun cho heo nhà mình một lần. Việc tẩy giun phải được tiến hành đồng loạt trên cả đàn heo, không tiến hành tẩy giun lẻ tẻ trên một vài cá thể. Về điều trị bệnh, trong trường hợp heo của bà con đã có biểu hiện rõ ràng về bệnh và chẩn đoán chính xác là bệnh giun phổi của heo thì bà con hãy sử dụng các sản phẩm có thành phần là Ivermectin như sản phẩm Intermectin mà tôi đã nêu ra ở trên với liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất. Liệu trình quý vị hãy tiến hành cho tôi là tiêm ít nhất 2 mũi và khoảng cách giữa các mũi cách nhau từ 4 đến 5 ngày. Đồng thời kết hợp liệu trình điều trị hỗ trợ các triệu chứng phòng kế phát và phòng mũi nhiễm như sau: bổ sung men và điện giải để phục hồi những tổn thương trên đường tiêu hóa gây nên. Thứ hai, đó là trộn các kháng sinh có hoạt phổ rộng như là Dimosan, Biocilin 200 để phòng các bệnh kế phát. Trường hợp heo ít ăn hoặc bỏ ăn thì quý vị có thể lựa chọn những các sản phẩm ở dạng tiêm để hiệu quả phòng và điều trị bệnh tốt nhất như là Biocilin 150 LA hay là Ceftineo 50 của Interchemi Hà Lan. Vâng, thưa quý vị, trên đây là những cái sơ lược để bà con có thêm hiểu biết về các bệnh hô hấp gây ra bởi giun phổi. Mọi tư vấn về chương trình xin bà con hãy gọi về số hotline cho chúng tôi theo số 098-222-0717 để được nhận nhiều tư vấn chi tiết hơn. Bà con hãy nhớ like, share và đặc biệt ấn biểu tượng chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!